Quý vị đang tiếp tục theo dõi bản tin FBNC 24/7. Thưa quý vị, trong bản báo cáo kinh tế mới đây thì các cố vấn kinh tế của chính phủ Đức đã lên tiếng chỉ trích các chính sách lãi suất thấp của ECB. Trong bản báo cáo tình hình kinh tế mới đây của Đức, các cố vấn kinh tế của nước này đã không ngần ngại gọi các chính sách lãi suất thấp của ECB là rủi ro đối với sự ổn định tài chính và cuối cùng là đe dọa khả năng thanh toán của các ngân hàng và các công ty bảo hiểm. Theo quan điểm của chúng tôi, không có lý do gì để tăng cường gói nới lỏng tiền tệ. Ngược lại, chúng tôi cho rằng siết chặt chính sách tiền tệ mới là điều cần làm. Ít nhất là không nên nới lỏng nhiều hơn kế hoạch đã định. Chúng tôi thấy được sự rủi ro đối với ổn định tài chính. Cũng trong bản báo cáo kinh tế, các chuyên gia dự báo tăng trưởng kinh tế Đức trong năm 2015 sẽ đạt 1,7% và đạt 1,6% trong năm sau. Các quan chức nước Anh đã lên tiếng về khả năng rút khỏi Liên minh châu Âu EU nếu như EU vẫn không đáp ứng các yêu cầu cải cách của nước này. Trong buổi trả lời phỏng vấn trước báo giới vào thứ Hai, ông Philip Hammond, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Anh phát biểu rằng Anh sẽ rút khỏi EU nếu như EU không tiến hành cải cách. Nếu EU vẫn làm ngơ trước những yêu cầu cải cách của chúng tôi, thì nước Anh sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới. Nếu phải hoạt động bên ngoài khối EU, thì chúng tôi sẽ phải làm như vậy. Việc này có thể là thách thức, chúng tôi có thể xem lại cách vận hành đất nước mình, nhưng không có nghĩa việc này là không thể. Chúng tôi cũng nói lại, đây không phải là những gì chúng tôi muốn. Chúng tôi muốn EU cải cách theo hướng cải thiện tương lai và mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dân châu Âu, cũng như theo hướng giúp người dân nước Anh quyết định ở lại EU. Cũng trong thứ Hai, Thủ tướng Anh David Cameron cũng đã lên tiếng rằng EU cần phải linh hoạt hơn trong cách vận hành. Những lời đàm phán của tôi đều có thể được tóm gọn trong từ linh hoạt. Liệu tổ chức này có đủ linh hoạt để đảm bảo các thành viên trong khu vực đồng euro có thể tăng trưởng và thịnh vượng? Và các quốc gia nằm ngoài khu vực này như nước Anh vẫn có được những gì họ mong đợi hay không? Nếu như tổ chức này đủ linh hoạt thì chúng tôi sẽ ở lại. Nếu không thì chúng tôi sẽ phải tự hỏi bản thân mình liệu tổ chức này có dành cho chúng tôi. Tôi nghĩ người dân châu Âu hiểu rằng tôi đang rất nghiêm túc khi nói về vấn đề này. Vào thứ Ba, Thủ tướng Cameron đã gửi những yêu cầu cải cách lên Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk. Cuộc trưng cầu ý dân để quyết định Anh nên đi hay ở lại khối EU sẽ kết thúc vào năm 2017. Trong cuộc họp hôm 11 tháng 11, thì các lãnh đạo EU đã đưa ra nhiều lời đề nghị cho các lãnh đạo châu Phi để đổi lấy sự giúp đỡ trong việc hạn chế người di cư. Một bản danh sách các kế hoạch cần làm để đối phó đói nghèo và an ninh kém tại châu Phi đã được đưa lên bàn nghị sự trong cuộc họp hôm thứ Tư. Để đổi lấy sự giúp đỡ hạn chế người di cư từ châu Phi, các lãnh đạo EU đã đưa ra các lời đề nghị bao gồm một loạt các khoản viện trợ, nới lỏng chính sách thị thực và giảm chi phí gửi tiền mặt từ châu Âu đến châu Phi. Theo Tổng thống Pháp François Hollande, cải thiện đời sống ở các nước nghèo sẽ là chìa khóa giúp hạn chế di cư. Để hạn chế người di cư, chúng tôi đã phải tăng cường kiểm soát biên giới, gửi tàu hải quân ra biển Địa Trung Hải, đồng thời ngăn chặn tội phạm buôn người di cư. Nhưng trên hết, chính sách phát triển là điều chúng ta cần phải có. Trong tháng 9, Pháp cho biết sẵn sàng tiếp nhận 24.000 người di cư, xóa đi lời đồn rằng nước này phản đối dân nhập cư. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết, nước này đang làm việc với một số nước khác nhằm kêu gọi Mỹ thông qua việc cải cách quy chế hoạt động của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Tuyên bố này được bà Chu Jun, Tổng Giám đốc khu vực quốc tế của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, trước thềm cuộc họp thượng đỉnh G20 tại Thổ Nhĩ Kỳ và hội nghị APEC tại Philippines, có sự tham dự của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Mọi người có thể đều đã biết rõ vấn đề chính là cần cải cách IMF, vì cải cách này đã được thông qua từ năm 2010, nhưng chưa bao giờ được triển khai vì Quốc hội Mỹ chưa thông qua. Trong những năm vừa qua, Trung Quốc và một số nước khác đã kêu gọi Mỹ thông qua và triển khai những cải cách này. Chúng tôi kêu gọi các bên nỗ lực bảo vệ uy tín, tính hợp pháp và hiệu quả của IMF. Trung Quốc từng kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua một số cải cách nhằm trao cho các thị trường mới nổi tiếng nói lớn hơn tại IMF. Bà Jun nhấn mạnh sẽ cùng với các nước trong nhóm G20 thúc đẩy các bên xem xét đề xuất này trong thời gian tới. Thưa quý vị, hàng trăm người lao động làm việc tại các cửa hàng thức ăn nhanh của Mỹ đã biểu tình vào ngày 11 tháng 11 tại Los Angeles, đòi tăng lương tối thiểu lên $15 một giờ. Với hy vọng tiếng nói của mình sẽ gây chú ý cho các ứng cử viên đang chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016, hàng trăm người lao động lương thấp và nhân viên tại các cửa hàng thức ăn nhanh tại Mỹ đã biểu tình tại Los Angeles vào hôm thứ Ba. Những người dẫn đầu cuộc biểu tình tập trung tại một cửa hàng McDonald's, thậm chí vào bên trong cửa hàng dùng loa kêu gọi tăng lương tối thiểu lên $15 một giờ. Chưa dừng lại ở đó, đám đông còn tản ra các con đường đi đến tòa thị chính của Los Angeles. Chúng tôi muốn nâng cao mức sống cho mọi người và chúng tôi muốn bắt đầu từ việc nâng mức lương tối thiểu để ai cũng đủ sống, không ai sống nổi với mức lương chỉ có $9. Tôi đấu tranh để tăng lương lên $15, tôi có 4 đứa con, tôi phải tranh đấu vì tôi cần tiền. Hiện tại tôi chỉ được trả $11, mức đó không đủ sống. Điều này rất quan trọng, như vậy mới có công lý và công bằng cho tất cả mọi người. Theo kế hoạch, chiến dịch biểu tình này sẽ diễn ra trên 500 thành phố ở khắp nước Mỹ, mục đích nhằm đánh vào vấn đề các nhà ứng cử tranh chức tổng thống Mỹ đang tranh luận là thu nhập công bằng.
Hãng hàng không giá rẻ của Anh EasyJet nhấn mạnh vấn đề an toàn bay cần được đặt lên hàng đầu, đồng thời cảnh báo an ninh tại các sân bay trên toàn cầu cần được thắt chặt hơn. Chúng ta không bao giờ được thỏa hiệp với vấn đề an toàn bay hoặc an ninh sân bay. Những gì đã xảy ra ở Sharm el-Sheikh thực sự là một bi kịch khủng khiếp. Tất cả các hãng hàng không đều phải ý thức được điều này. Chúng tôi ủng hộ chính phủ Anh trong việc nỗ lực thắt chặt an ninh sân bay. Đây là vấn đề của toàn cầu. Khoảng 20.000 khách du lịch Anh hiện vẫn đang ở thành phố du lịch Sharm el-Sheikh bên bờ biển đỏ, chờ đợi để được trở về nhà. Trong số họ có khoảng 2.000 hành khách của EasyJet, hãng hàng không giá rẻ lớn thứ hai của châu Âu sau Ryanair. Thủ tướng Anh David Cameron sau vụ một chiếc máy bay Nga bị nổ tung hồi cuối tuần qua khi vừa cất cánh khỏi Sharm el-Sheikh đã hủy bỏ các chuyến bay từ Anh Quốc tới đây do lo ngại một thảm họa máy bay tương tự có thể xảy đến. Nhiều nghi ngờ cho rằng nhóm Hồi giáo cực đoan IS đứng sau thảm kịch này. Hãng đồng hồ hàng đầu Thụy Sĩ Tag Heuer đã trở thành nhà sản xuất đồng hồ đầu tiên của nước này ra mắt sản phẩm đồng hồ thông minh kết hợp giữa kiểu dáng Thụy Sĩ và công nghệ của Mỹ. Chiếc đồng hồ có giá 1.500 đô la được sản xuất bởi Tag Heuer, Google và Intel. 1.000 chiếc sẽ được bày bán tại 15 cửa hàng đồng hồ tại Mỹ, Anh, Đức, Nhật Bản trong vài ngày tới. Với vỏ titan, dây đeo cao su, chiếc đồng hồ được thiết kế trông giống như một chiếc đồng hồ cổ điển. Nhưng nó lại có thể kết nối với Internet thông qua bộ vi xử lý của Intel Atom và màn hình chạm. Thiết bị này cũng cho phép nghe nhạc và chạy ứng dụng thông qua hệ điều hành Android của Google. Tại Tag Heuer, như chúng tôi vẫn nói, không có đổi mới thì không có tương lai. Một sản phẩm truyền thống giờ đây không đủ nữa. Ông cũng giải thích sự khác biệt giữa chiếc đồng hồ thông minh Tag Heuer và Apple. Sản phẩm của chúng tôi nhìn giống như một chiếc đồng hồ thông thường, còn của Apple thì khác hơn. Chọn cái nào là do sở thích của mỗi người. Đồng hồ của chúng tôi được làm từ titanium rất cứng và siêu sáng. Ngoài ra, nó có thể kết nối với các thiết bị sử dụng cả hai hệ điều hành là iOS và Android, trong khi đồng hồ của Apple thì chỉ kết nối được với thiết bị của Apple mà thôi. Thị trường đồng hồ truyền thống của Thụy Sĩ hiện đang bị đứng bên lề của cuộc đua giành thị phần. Kể từ khi đồng hồ thông minh xuất hiện cùng với sự ra đời của Apple Watch năm nay, có mức giá từ 350 cho đến 17.000 đô la cho một mẫu đồng hồ mạ vàng 18 carat. Xuất khẩu đồng hồ Thụy Sĩ trong quý 3 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2009 với mức sụt giảm 14,5%. Hiện tại chiếc smartwatch của Tag Heuer chỉ mới được thiết kế cho nam giới nhưng công ty đang hướng đến cả đối tượng khách nữ. Trong cuộc họp với Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc mới đây thì Brazil đã cam kết sẽ cắt giảm 43% lượng khí thải nhà kính vào năm 2030 thông qua việc tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo. Theo đề xuất của chính phủ vừa đưa ra thì Brazil sẽ mở rộng thay thế năng lượng thủy điện bằng các nguồn năng lượng tái tạo khác như năng lượng gió hay năng lượng mặt trời. Tổng thống Brazil bà Dilma Rousseff cho rằng mục tiêu có thể đạt được bằng cách nâng tỷ lệ năng lượng tái tạo từ 15 lên 23% trong sản xuất điện chung của đất nước. Ông Sergio Bezerman, chuyên gia kinh tế và môi trường tại Rio de Janeiro, việc đa dạng hóa các nguồn năng lượng cho thấy một sự thay đổi trong đường lối sản xuất năng lượng của Brazil. Đề xuất của chính phủ sẽ giúp mở rộng các nguồn năng lượng thay thế như năng lượng gió, năng lượng mặt trời. Hiện nay, nguồn năng lượng thay thế cho thủy điện là năng lượng nhiệt điện, mà loại năng lượng này thì có thể gia tăng hiệu ứng nhà kính. Theo Bộ Khoáng sản và năng lượng thủy điện vốn chiếm 80% tổng sản lượng năng lượng của Brazil đã giảm xuống còn 66,6% trong năm 2015. Thưa quý vị, sau 2 tháng kể từ khi vụ bê bối gian lận khí thải của Volkswagen bị phanh phui, thì hãng sản xuất ô tô của nước này đã quyết định xoa dịu khách hàng bằng cách bồi thường 1.000 đô la Mỹ cho mỗi chủ xe có gắn thiết bị gian lận khí thải. Tiền bồi thường mà Volkswagen gửi tới khách hàng dưới dạng thẻ quà tặng trị giá 500 đô la Mỹ và thẻ giảm giá 500 đô la Mỹ dành cho mua sắm sản phẩm và dịch vụ của Volkswagen. Ngoài ra, chủ xe cũng được cung cấp bảo hành ô tô miễn phí 24/7 trong vòng 3 năm. Đây là lần đầu tiên Volkswagen bồi thường cho khách hàng trong những vụ lỗi kỹ thuật như thế này. Nhưng với việc thừa nhận đã gắn thiết bị gian lận khí thải, Volkswagen buộc phải làm nhiều hơn nữa để lấy lại niềm tin của khách hàng. Tổng số tiền bồi thường lên đến 250 triệu đô la. Tuy nhiên, nhiều khách hàng của hãng xe Đức này nói rằng nỗ lực cứu vãn uy tín của Volkswagen là quá ít và quá trễ. Đáng chú ý, mặc dù Volkswagen thừa nhận có tới 11 triệu xe của hãng này gian lận khí thải, nhưng hãng chỉ bồi thường cho khách hàng ở Mỹ. Hiện Volkswagen đang tìm cách thay thế và khắc phục hệ thống xử lý khí thải của 500.000 chiếc Volkswagen và Audi ở Mỹ nhằm thực sự đạt được chuẩn khí thải của quốc gia này. Vâng, thưa quý vị, trong phần trao đổi với chuyên gia chứng khoán ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp lại anh Trương Hiền Phương là giám đốc công ty chứng khoán KIS chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
Thưa anh, là trong một cái tuần giao dịch vừa qua thì thị trường đã rung lắc khá mạnh. Và nếu như tuần trước chúng ta thấy VN Index đã có cái sự tăng nhẹ thì trong cái tuần vừa rồi đã thủng cái mốc 600 điểm. Và cái diễn biến này thì chủ yếu chúng ta thấy là đi từ những cái việc mà bán tháo của các cái cổ phiếu của vốn hóa lớn. Vậy thì nhận định về cái sự rung lắc của cái tuần vừa qua của anh như thế nào? Cá nhân tôi thì tôi vẫn còn yếu tố lạc quan. Có nghĩa là khi mà thị trường nó đã tăng một cái giai đoạn khá là nhiều, từ khoảng 590 đến hơn 600 điểm, thì tôi nghĩ nó cần một cái nhịp nghỉ, và đó là cái giai đoạn vừa qua là nó rung lắc. Thì vì khi mà thị trường nó tăng như vậy thì sẽ có một số nhà đầu tư họ đạt được một số cái lợi nhuận kỳ vọng, và tới một cái giai đoạn thì họ muốn chốt lời cái việc đó. Thì cái việc rung lắc cũng như là cái việc điều chỉnh sẽ giúp cho thị trường nó cân bằng hơn, và nó giúp cho cái từ mà trong ngành thị chứng khoán hay nói đó là giúp cho cái sự thay máu. Thì những nhà đầu tư họ bán chốt lời, họ rút ra, thì khi đó những nhà đầu tư mới họ mới có thể tham gia vào. Và với cái dòng tiền mà sau khi họ bán ra thì nó sẽ lại được tiếp tục đổ vào thị trường. Còn nếu cứ nắm giữ thì khả năng thị trường càng lên càng cao thì nó sẽ khó hơn nhiều. Vì tôi nghĩ đây là cái sự điều chỉnh hết sức bình thường. Và trong cái tuần vừa qua thì cái điểm sáng lớn nhất là thuộc về cái ngành ô tô. Và dường như là có vẻ những cái cổ phiếu của ngành này đi ngược lại với thị trường, khi mà hồi đầu năm thị trường xuống thì cổ phiếu lại tăng. Vậy thì nhận định về cổ phiếu này của anh như thế nào ạ? Về cổ phiếu ngành ô tô thì chúng ta cũng biết là cái kết quả kinh doanh của họ khá là tốt. Đặc biệt là cái quý 3 nó cho ra một cái kết quả khá là ấn tượng. Tuy nhiên thì tôi cũng muốn lưu ý với các nhà đầu tư là khi chúng ta đầu tư cổ phiếu là chúng ta đầu tư vào ở cái thì tương lai nhiều hơn là ở cái thì quá khứ. Vì vậy cái kết quả quý 3 nó tốt, nhưng mà các nhà đầu tư sẽ cần phải xem xét thêm cái triển vọng trong quý 4 cũng như là đặc biệt là cái triển vọng năm 2016 nó sẽ như thế nào. Do đó cái việc tăng điểm khá là nhiều của các cái cổ phiếu ngành ô tô, tôi nghĩ là nó cũng tới một cái giai đoạn mà nhà đầu tư phải hết sức thận trọng. Vì khi mà lao theo vào những cái vùng giá cao thì đôi khi các nhà đầu tư sẽ khó có được những cái lợi nhuận trong tương lai. Vì tới một vùng giá nào đó thì chắc chắn cái dòng tiền nó sẽ ngưng lại và nó không có đầu tư nữa. Vì vậy cái việc mà nhà đầu tư mua lao theo những cái vùng giá càng cao là càng bất lợi. Còn về cái nhóm cổ phiếu bất động sản thì trong tuần vừa qua cũng có một số cổ phiếu có diễn biến tốt, ví dụ như FLC thì đã có một vài phiên tăng. Và sau một cái khoảng thời gian khá là im ắng thì theo anh những cái tháng còn lại của năm chúng ta có kỳ vọng gì về cái nhóm cổ phiếu này không? Tôi thì tôi đánh giá cao cái ngành bất động sản trong năm nay. Vì như chúng ta cũng biết là cái sự đóng băng của bất động sản nó đã kéo dài quá lâu rồi. Từ năm 2008 đến gần như là có thể nói đến đầu năm 2015 là trải qua 7 năm. Cái chu kỳ như vậy là cũng đủ để cho một cái ngành nó vực dậy. Và trong một cái thống kê thực tế thì chúng ta cũng biết là cái ngành bất động sản nó đã ấm dần lên khá là nhiều. Đặc biệt là các cái căn hộ, các cái phân khúc thị trường đất nền cũng đã giao dịch một cách sôi động và tích cực. Vì vậy tôi tin rằng cái kết quả kinh doanh của quý tư của hầu hết các cái doanh nghiệp về bất động sản nó sẽ tốt hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt là nó có thể nó có những cái kết quả thuộc loại là ấn tượng. Do đó tôi tin rằng cái sóng bất động sản sẽ còn tiếp tục kéo dài cho đến từ đây đến cuối năm. Đặc biệt là những cái doanh nghiệp có những cái quỹ đất sạch, có những cái dự án tốt, thì tôi cá nhân tôi lại tin tưởng là cái dòng tiền khối ngoại họ sẽ không những nhà đầu tư trong nước mà nhà đầu tư nước ngoài họ cũng sẽ tham gia, họ đầu tư vào những cái doanh nghiệp mà có những cái nền tảng tốt như vậy. Và trong bối cảnh hiện nay thì chúng ta thấy là các cái cổ phiếu trong cái diện thoái vốn của SCIC như là Vinamilk hay FPT thì đang dẫn dắt thị trường. Vậy thì theo anh, những cái nhóm cổ phiếu này có tiếp tục sẽ là những cái mã nổi bật trong thời gian tới hay không? Và có nên đầu tư dài hạn hay không? Tôi đồng ý với ý kiến này. Và tôi nghĩ rằng trước tiên là chúng ta phải định giá doanh nghiệp. Thì hiện nay những cái doanh nghiệp mà hàng đầu của Việt Nam, ví dụ như Vinamilk, FPT hay là Nhựa Bình Minh, thì cái tiềm năng phát triển còn rất là lớn. Đặc biệt là những cổ phiếu nóng, cổ phiếu tốt như là Vinamilk. Thì cái việc định giá của Vinamilk thì đâu đó chúng ta đã nghe được là một vài cái tổ chức lớn, những nhà đầu tư lớn là họ sẵn sàng chấp nhận họ mua với cái giá có khả năng là từ 170.000 cho tới lên tới 200.000 một cổ phiếu. Và vì vậy với cái đặc thù là SCIC thoái vốn và kết hợp với cái việc Ủy ban chứng khoán đã nới room cho các cái công ty
bình thường được cái quyền sở hữu, là tăng cái room sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài, thì hai cái yếu tố đó nó sẽ giúp cho cái dòng tiền đổ vào những công ty có thương hiệu, có uy tín, và đặc biệt là cái cấu trúc doanh nghiệp rất là tốt, sẽ giúp cho cái dòng tiền đầu tư hướng về đó. Vì vậy cái giá của các cổ phiếu này tôi nghĩ là sẽ còn tăng trong thời gian sắp tới. Và trong cái tuần giao dịch sau thì theo anh cái tình trạng mà rung lắc của thị trường có tiếp tục tiếp diễn hay không? Và cái ngưỡng hỗ trợ lúc này của VN Index theo anh nó sẽ là khoảng bao nhiêu? Cá nhân tôi thì tôi tin rằng VN Index đang hướng đến cái ngưỡng kháng cự đầu tiên, đó là ngưỡng 640 điểm. Tôi tin rằng khả năng index sẽ đạt tới cái vùng đó. Tuy nhiên khi mà index có thể ở vào cái vùng từ 635 cho đến 640, nó sẽ đụng một cái ngưỡng kháng cự khá là mạnh. Vì vậy sẽ tiếp tục có một đợt rung lắc xảy ra. Nhưng mà nó cũng tùy vào yếu tố của thị trường. Nếu vào thời điểm đó mà cái thông tin đến với thị trường rất là tích cực, ví dụ như có thể giá xăng dầu sẽ tiếp tục giảm trong thời gian sắp tới, lãi suất có thể là hạ thêm, hoặc là trong tháng 12 thì nếu mà Fed quyết định tiếp tục không tăng lãi suất mà giữ nguyên cho tới sang năm, và ngoài ra thì yếu tố TPP nếu có thêm những cái thông tin nào đó tích cực hơn như là ấn định cái thời hạn ký kết, thì nó sẽ giúp cho thị trường tăng tốc thêm một lần nữa, và nó sẽ có thể là cái mốc 640 sẽ là một cái mốc mà VN-Index sẽ chinh phục được và vượt qua nó. Còn cái ngưỡng hỗ trợ thì theo tôi hiện nay là cái vùng 600 cho tới 605 là cái ngưỡng kháng cự khá là mạnh, mà tôi tin rằng trong giai đoạn này từ đây tới cuối năm thì rất khó mà index có thể thủng cái ngưỡng hỗ trợ này. Có chăng nó chỉ có thể nó thủng tạm thời trong phiên hoặc là trong một ngày, rồi sau đó cái dòng tiền nó sẽ sớm đẩy cái index trở lại. Vì hiện nay các yếu tố tích cực nó nhiều hơn yếu tố tiêu cực, do đó tâm lý của nhà đầu tư cũng phấn khích hơn. Và dòng tiền nó mạnh như vậy thì khó khi nào mà index thủng dưới cái ngưỡng 605 cho tới 600. Vâng, xin cảm ơn anh. Và hy vọng rằng những cái thông tin mà anh vừa chia sẻ, căn cứ vào đấy thì các nhà đầu tư có thể tính toán và cân nhắc để đầu tư thành công trên thị trường. Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của bản tin FBNC 24/7 cũng đã khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình tại địa chỉ youtube.com/FBNC Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.